Windows là cái này có trong cái nhà máy này. Đấy, khớp bàn tay này khớp chịu lực rất là lớn, bởi vì như chúng ta biết là cái cửa của nó có trọng lượng rất là lớn. Đấy, thì nó phải chịu động lực lớn. Đấy, thì nó mới gì được. Đấy, ta hiểu cái nguyên tắc này chứ. Như mang mang đen là sợ nhát kia, nó không có cá tính riêng, nó không sợ gì cả. Nó không sợ, mình nó chưa bị bố mẹ đánh bao giờ cả, còn mang ăn đòn suốt ngày giống như của Na ấy, nó có sợ gì đâu. Bướng
ngọn là một mini này, một mini này nó không phải hàng nhầm, có nhầm đến M là 68, là 68 giờ ấy, nó ngoài ra còn là không tốt này, ngoài ra còn chọn giá kia nó sẽ được quả độ của M máy C, NC hay là hệ trục C, có hệ trục Bình MP còn nó sẽ bút này. Ngoài ra nó có trục MC, SC MC, SC thì nó dao động từ khoảng từ 10 đến 113. Đấy, đây con dao tiết là con dao khoa này, theo phương pháp khoa này tiện này là nó phát admin, phát admin đấy, em nó sẽ có cái tọa độ từ 1 đến 25 fit girl, em sẽ chọn fit girl thế này con dao khoa này em tiện ra nó phay, em đã lựa chọn con dao phay phay rồ từ 95 đến 99. Wow.